Uống Rượu Ông Tổ, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin. Và xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Auto. Và trong buổi chiều ngày hôm nay, Vũ Duy Auto sẽ giới thiệu chi tiết với quý vị và các bạn mẫu xe đang có mặt tại cửa hàng, đó là mẫu Kia Morning phiên bản máy xăng 1.2 và sản xuất năm 2014, nội ngoại thất hoàn hảo, màu xanh tím rất là đẹp luôn. Vâng, rất là bắt mắt, ngoại quan thì tuyệt vời, rất là bóng luôn, nước sơn vẫn còn nguyên zin quý vị nhé. Biển Hải Phòng 15A12446, rất là ok. Lốp vẫn còn rất là mới, vành đúc đã độ chế theo phong cách OG Jacking, 4 bánh rất là tuyệt vời. Phanh ABS đằng trước và phanh tăng chống đằng sau, rất là an toàn, phanh rất là chắc chắn. Nội ngoại quan thì không có gì phải bàn cãi nữa. Đèn halogen rất là sáng bóng luôn quý vị nhé. Đèn halogen rất là sáng bóng, ngoại thất tuyệt vời, gương kính nguyên bản. Và chiếc xe này phiên bản của Việt Nam nữa quý vị nhé. Vâng, phiên bản Việt Nam, một chiếc xe tuyệt vời. Vâng, rất là đẹp. Nội thất ghế da trần nỉ màu đen, nội thất vẫn còn rất là mới, được đánh giá tầm 8 điểm đến 9 điểm. Vâng, rất là ok luôn. Tay vô lăng đây, mọi người có thể nhìn. Và đây là bản thiếu nhá, một chiếc xe rất là tuyệt vời, đi lại thì không có gì phải chê trách nữa. Và chiếc xe này thì ở cửa hàng Vũ Duy Auto bán với giá là 199 triệu đồng. Vâng, chỉ 199 triệu đồng một chiếc Kia Morning sản xuất năm 2014. Vâng, rất là đẹp luôn ạ. Nội ngoại quan tuyệt vời. Biển Hải Phòng đã gắn sẵn camera lùi, camera hành trình rồi ạ. Vâng, chiếc xe này thì keo chỉ nguyên zin quý vị nhá, gương rất là to, rất là ok luôn ạ. Bên này thì gương đã thay rồi, đây mọi người có thể nhìn, gương đã bị thay do là cũng va chạm va quẹt thôi, cái đấy thì là chuyện bình thường thôi, không có gì. Còn đâu nước sơn xi các thứ thì vẫn nguyên bản luôn, rất là đẹp. Và cao su trên cánh cửa thì vẫn còn rất là ok, đây mọi người có thể nhìn phần cao su thì cực kỳ tuyệt vời. Gương kính chỉnh điện, gương kính cụp xe. Vâng, các nút điều chỉnh vẫn còn rất là mới, chủ nhân cũ cũng đang rất giữ gìn chiếc xe này. Vâng, và bên cánh này thì mọi người có thể nhìn, ngoại quan thì tuyệt vời luôn, ốc ác keo chỉ tuyệt vời, đẹp, không có gì phải chê trách cả. Nội thất thì phần ốp này, đây mọi người có thể nhìn, ốp thì nhựa vẫn còn rất chắc chắn. Phần cao su ghế da thì rất là ok, ghế da là điều chỉnh luôn, mọi người nhìn nhé. Vâng, còn phần tabi cánh cửa đằng sau cũng thế, rất là mới, rất là ok luôn. Và đây mọi người có thể nhìn, không thấy có taxi dịch vụ gì cả, đấy mọi người nhìn nhá, rất là ok, rất là đẹp luôn, không taxi, không dịch vụ. Và bột kèo vẫn còn nguyên, và ốc thì đây mọi người nhìn, ốc còn nguyên, nhà sản xuất luôn, vẫn còn rất là mới, chưa có dấu hiệu tháo mở, cột kèo tuyệt vời luôn đấy, rất là nhìn rất là chắc chắn, cao su vẫn còn nguyên zin, ghế nội thất ghế da rất là tuyệt vời luôn ạ. Và chỉ có 199 triệu thôi nhá quý vị nhá. 199 triệu một chiếc Kia Morning sản xuất năm 2014. Vâng, rất là đẹp. Gắn sẵn camera lùi rồi nhá quý vị nhá, màn hình LCD rất là tuyệt vời. Đây, nội thất khoang đằng sau. Rất cũng rất là rộng rãi, rất là tuyệt vời. Đèn thì đã được dán màu đen để trông có phần hầm hố hơn ạ. Vâng. Ông ấy ở các cái phần cánh cửa đằng sau đây vẫn còn nguyên của nhà sản xuất, vẫn còn nguyên lớp sơn chống luôn nhá mọi người nhá. Đấy, ok luôn ạ, cũng rất là đẹp. Những ai mà quan tâm đến chiếc xe này thì cứ đến cửa hàng của Vũ Duy Auto tại số 173 đường Hải Triều, quán Toan Hồng Hoàng, Hải Phòng nhá quý vị nhá. Vâng, và tiếp theo đây thì là cánh cửa đằng bên đằng sau lái, bên sau phụ ạ. Dạ vâng, cũng rất là đẹp, chiếc xe tuyệt vời luôn. Phần cao su rất là ok, và phần keo chỉ thì không có gì phải bàn cãi cả, rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Nội ngoại thất không có gì phải chê trách, một chiếc xe rất là ok. Với Vũ Duy Auto, chiếc xe này thì không mua nhanh thì kẻo mất, vì là chỉ có 199 triệu thôi một chiếc xe, rất là ok. Đây, gương nguyên bản của chiếc xe đấy nhá quý vị nhá, gương nguyên bản vẫn còn chữ Hàn Quốc luôn, gương nguyên bản. Và trước kia thì thôi rồi. Đây, tiếp theo là mọi người có thể nhìn nội ngoại quan ở phần cánh của thân phụ.
rất là mới. Cả phần cao su thì cũng rất là ok. Đường thì hôm nay rất là đông quý vị ạ. Đây, mọi người có thể nhìn đường rất là đông luôn ạ. Đông, đông quá. Và đây, phần tapi cánh cửa thì cũng vẫn còn rất là mới. Tapi cánh cửa. Dạ vâng, rất là mới. Màn hình DVD hiển thị cam lùi Full HD. Hiển thị thông số rất là rõ ràng, rất là tuyệt vời luôn. Và chìa khóa của chiếc xe này thì là đã được độ chế khóa mở luôn nhé, khóa mở tự động luôn ạ. Vâng, rất là đẹp. Một chiếc xe không có gì phải bàn cãi cả. Vâng, cực kỳ tuyệt vời luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào khoang lái để kiểm tra. Đồng hồ của chiếc xe đây mọi người có thể nhìn. Nào, đồng hồ hiển thị tuyệt vời. Và tôi sẽ mở chìa khóa chiếc xe này cho mọi người nhìn nhé. Đây, bây giờ thì tôi đang ngồi ở trong khoang lái của chiếc xe này. Đây, mọi người có thể nhìn tất cả các thông số của chiếc xe hiển thị rất là rõ ràng. Chiếc xe hiển thị cho thấy rằng là chiếc xe đã đi được 8 vạn cây từ 2014, một năm tầm khoảng gần 2 vạn. Một mức đi lại rất là bình thường. Trần thì đã được bọc trần 3D nha quý vị nha. Đây, mọi người nhìn này, trần 3D cũng rất là đẹp, màu nâu, rất là ok luôn ạ. Vâng, con này đây, đầu đĩa DVD cam lùi đây mọi người nhìn này, hiển thị rất là ok luôn. Và bây giờ thì đấy, mọi người có thể nghe tiếng rất là tuyệt vời. Đấy, cam lùi này, ui rõ ràng chưa, cam lùi nhá mọi người nhá. Vâng, rất là tuyệt vời. Nói chung là không có gì phải bàn cãi, một chiếc xe như thế này thì tuyệt vời. Điều hòa, điều chỉnh này, quạt gió đấy mọi người có thể nhìn, cũng rất là các thông số thì hiển thị rất là rõ ràng. Đấy, đồng hồ hiển thị rất là tuyệt vời. Đây, tay lái vô lăng là vô lăng méo quý vị nhá. Và nói chung là với mức tiền là 199 triệu đồng thì đúng là giá quá đẹp luôn, không còn gì phải bàn cãi nữa cả. Vâng, trước hết thì chiếc xe này cửa hàng chúng tôi bán với giá là 209 triệu đồng, nhưng mà sau Tết thì giảm giá sập sàn thì còn 190. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi kiểm tra động cơ khởi động. Mọi người hãy nghe kỹ chiếc xe này nhá, xem khởi động như nào nhá. Tôi sẽ bật máy lên, trước tiên là phải kéo phanh tay an toàn đã. Vâng, số thì để dơ đây. Bây giờ bắt đầu tôi mở rồi. Đấy, mọi người nhìn đấy, khởi động rất là êm luôn. Một chiếc xe trưởng tiêu thụ chỉ hết từ 4,5 đến 6 lít trên 100 km, cực kỳ êm, cực kỳ nhẹ nhàng. Động cơ 1.2 cực kỳ khỏe. Vâng, và bây giờ thì tôi sẽ mở lắp capo để mọi người nhìn nhá. Vâng, đây, bây giờ tôi sẽ lên mở lắp capo chiếc xe này. Đấy, mọi người hãy nhìn vào phần động cơ của chiếc xe đây. Đầu tiên thì tôi giới thiệu về phần lắp capo nữa. Đây, mọi người có thể nhìn này, lắp capo này, ốc áp thì còn nguyên đẹp luôn nhá, nguyên nước sơn của nhà sản xuất, chưa có dấu hiệu gì là biến dạng công binh. Đây, keo chỉ đây mọi người có thể nhìn, keo chỉ thì tuyệt vời, ốc áp thì vẫn còn nguyên. Đấy, nghĩa là chưa có đâm đụng, chưa va chạm và chưa tháo mở. Tiếp theo là phần đèn. Phần đèn là cái phần dễ vỡ nhất, nhưng mà đây mọi người có thể nhìn các cái phần đèn thì rất là tuyệt vời luôn ạ. Vâng, rất là tuyệt vời. Đây mọi người nhìn này, rất là đẹp luôn nhá. Đấy, rất là đẹp. Đang gọi cái anh đang đi thử xe ở nhà ông tôi. Đấy, một con Vios bản E, sản xuất năm 2014. Vâng, đấy mọi người nhìn, rất là đẹp luôn, màu bạc. Tiện để giới thiệu thêm, và bây giờ là nghe tiếng máy. Tiếng máy đây mọi người nghe là rất là êm luôn. Tiếng máy ở chiếc xe chạy cực kỳ êm. Đấy, mọi người nghe kỹ. Một chiếc máy độ nội công trong chiếc xe này thì tuyệt vời. Đây, dấu má vẫn còn nguyên này, ốc ác này còn nguyên, chưa tháo mở này. Mọi người nhìn này, dấu này. Đấy, tất cả các chi tiết vẫn còn rất là đẹp, mà chỉ có 199 triệu đồng chiếc xe này thôi. Vâng, chỉ 199 triệu đồng mà một chiếc xe mà không đâm đụng, đảm bảo không đâm va, không ngập nước thì không có lý gì mà không mua chiếc xe tuyệt vời như thế này. Vâng, rất là đẹp luôn nhé quý vị nhá. Máy móc êm ru, chưa có dấu hiệu tháo mở gì cả. Một chiếc xe vẫn còn nguyên zin luôn ạ. Vâng, đầu đèn tuyệt vời.
các vị quý vị các bạn có thể là tìm ra lỗi chiếc xe này chúng tôi tặng không luôn ạ. Vâng. Đây mọi người nhìn gầm này, khô máy thoáng này, tuyệt vời luôn, gầm bẹ chắc chắn không mục mọt. Tầm này mà mục mọt thì chứng tỏ là con xe chạy quá nhiều, nhưng mà đây là không mục mọt luôn. Đấy mọi người nhìn này, gầm bẹ chắc chắn đẹp luôn. Đấy nhìn nhá, mọi người nhìn nhá, cực kỳ đẹp luôn ạ. Vâng. Không có dấu cái gì phải bàn cãi về chiếc xe này nữa cả. Vâng, một chiếc xe thì không có gì phải bàn cãi nữa. Những ai mà quan tâm đến chiếc xe này thì hãy liên hệ với Vuzi Auto qua số điện thoại 0869158926. Đấy, đóng cửa thì cực kỳ nhẹ nhàng, không kêu to, rất là êm luôn. Vâng, tôi đóng cũng hơi quá tay. Đấy, đây mọi người nhìn này, tuyệt vời luôn. Vâng, một chiếc xe sản xuất năm 2014, cực kỳ đẹp. Và hạn đăng kiểm là nguyên đến tháng 2 là 2020. Biển số cũng rất là đẹp, và biển số Hải Phòng nhá, một chủ riêng từ đầu, 15A12446. Vậy ai liên quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại Vuzi Auto 0869158926. Cửa hàng tôi ở số 173 đường Hải Triều, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng, số 28A Quỳnh Hoàng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm và theo dõi video chiếc xe này. Cảm ơn quý vị các bạn đã chia sẻ giúp chúng tôi, để có ai những ai mà yêu thích những mẫu xe như thế này thì đến với chúng tôi. Vâng, Vuzi Auto xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau. Chúc quý vị các bạn có một ngày nghỉ vui vẻ. Đây, lượng khách đang xem xe của chúng tôi hiện nay rất là đông nhá quý vị nhá. Cực kỳ đông luôn ạ. Đang xem những chiếc xe ở trong cửa hàng. Hiện nay cửa hàng còn rất là nhiều xe. Ví dụ như chiếc xe này 560 triệu, một chiếc xe mạ vàng, biển số Hải Phòng 55408. Hoặc là chiếc xe kia, xe kia bán rồi, con kia bán rồi. Còn con Lacetti SE này đó, 36A17499 này, cũng rất là đẹp, chỉ 248 triệu đồng thôi. Vâng, rất là đẹp luôn. Rồi ngoại quan thì tuyệt vời. Vâng, chào tạm biệt quý vị các bạn nhé.